Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Lai sẽ gửi tới các bạn bài phân tích nhanh về trận chung kết của giải cờ tướng Trần Hồ Bôi năm 2020 đến trong cái ngày thi đấu 20 tháng 12 năm 2020 thành phố Thái Châu của tỉnh Giang Tô Trung Quốc, thứ hai nữ kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc hiện nay. Bên đỏ đi tiên là Đường Đan, bên đỏ thủ cũng là một nước tướng rất mạnh của kỳ đàn Trung Hoa, kỳ thủ Trần Đình Lâm. Bên tiên của Đường Thủ Tư trong trận cầm thiên thủ cô lập tức đi phần cờ tận 3 đến 5 chơi phi tử cuộc. Bên đen mã 8 tiến 7. Bình 3 tiến 1. Bình 3 và mã 2 tiến 3. Bên đen hình thành bình phong hộ thủ. Bên tiên mã 8 tiến 9. Tượng 3 tiến 5 và đây thì bên đỏ của đường đan có khá nhiều biến hóa để có thể chơi tiếp những đường hướng phát triển xị 4 tiến 5 và ra xe bình 4. Trong thực chiến của hình cơ thì đường đan đi phương án cờ xe chỉ tiến 1. Bên đen của Trần Đình Lâm đối lại bằng xị 4 tiến 5. Bên đỏ bình xe qua lỗ 7. Bên đen tách phó qua Xe 1 bình 2, xe 9 bình 8 và lập tức đường cờ vào 2 tiền 4 ngay để phong tỏa đường xe của bên đen. Bên đen, xe 1 bình 4, bên tiên đi đường cờ, binh 7 tiến 1 tiến tốt để có thể đưa xe lên không chế điểm cao. Mã 3 tiến 4 ngay, đám phục dài của thủ pháp có thể thoái về lỗ 2 để bắt xe bắt pháo thì bên đỏ không muốn tình này xảy ra đã đi đường cờ tách pháo trước. Bên đen, pháo 2 bình 4 bên tiên bình 9 tiến 1 và đây thì bên đen của nước kinh thủ trên đỉnh lâm của đã lập tức đi đường cờ xe 4 bình 2 chạy xe qua để không chế độ đẹp hơn bên đỏ tiến xe bên đèn tiến 2 xe 2 đến 7 thì tục qua pháo lên tấn công pháo thoái 1 đây là cái ý tưởng là có thể mượn đường để có thể chạy pháo qua lộ khác để công kích bên đen xe 8 tiến 1 xị 4 tiến 5 chạy qua và lập tức đường cờ tiến xe lên để bắt mạng ngay Bên đen mạ 4 tiền 6 tiền mã lượt qua để đấu cây. Bên đỏ ăn ngay và tiếp theo đường cờ xe 6 tiền 4. Các bạn thấy được đánh hình cờ trên thì hai bên vẫn đứng ở cái trạng thái cân bằng. Bên đỏ mặc dù đi thiên thủ nhưng chưa thể tấn công được bên đen. Đường đàn tiểu thư lập tức cho xe 2 thoái 2 ngay. Thoái về để quản lý tốt không cho con pháo biên của bên có thể vật lên. Trong thực chiến của hình cờ thì bên của nước kịch thủ Trần Lâm đi cờ xe 6 thoái 1. Ngoài ra thì cô cũng thể lập tức đi hình cờ binh 7 tiền 1 ngay. Đấu tốt và treo tượng lên hình thành cái thế hóa giải những cái đường ở công trong tương lai của bên đỏ các bạn thấy đánh thì cửa trên vẫn là cái trạng thái cờ rất là cân bằng trong thực chiến của ván đấu này thì bên đen đã thoái xe 6 thoái 1 ngay bên tiên binh 5 tiến 1 mở đường để có thể chuyển xe binh 7 tiến 1 ăn qua và lập tức phương án bình xe qua mã 7 tiến 6 Xe 9 bình 8 ở đây thì bên đen đã không thoái về để đấu cây. Các bạn thấy thoái về như vậy thì bên đỏ có thể mượn đường để chạy còn vào qua lộ 8 ngay hình thành cái thế tấn công. Thì tuy nhiên đây vẫn là cái hình cờ bên này hoàn toàn có thể chơi được khi còn đó tình huống mã 6 tiến 7 để che đường không cho xe có thể chuyển lộ tấn công và có thể âm mưu có thể quét về tốt đầu của bên tiên. Trong thực chiến của hình cờ thì bên của nữ kỳ thủ chị Lâm cô cầm con xe chạy qua lộ 3 Bên tiên của đường đan tiểu thư trong thực chiến cô đã cầm con xe tám thoái một để phong tỏa đường xe mã của bên đen. Tuy nhiên đây lại không phải là biến hóa hay. Ngoài ra thì bên đỏ có thể chạy con xe qua lộ 6. Các bạn thấy hình cờ có phần tốt hơn thì có thể chuyển lộ tấn công. Trong thực chiến của hình cục bên tiên là chọn phương án cờ xe tám thoái một. Bên đen lập tức đi đường cờ tiến con xe qua để mời đấu ngay. Trong thực chiến thì bên đỏ đã bắt buộc là phải đấu cây bởi các bạn thấy nếu mà thoái xe về không đấu đứng về trạng thái phòng thủ khi đó bên đen có thể lăng tiếp đường cờ mã 6 tuyến 4 để tranh tiên ngay. Chúng ta cùng xem lại thực chiến của ván cờ thì bên đỏ trong bối cảnh trên lập tức đi đường cờ đấu xe. Bên đen mã 6 tuyến 7. Bên tiên cho thoái pháo V bắt xe. Xe thoái lui và tiếp theo đường cờ binh 5 tuyến 1 tiến tốt để mời đấu cây cũng như là đường hướng có thể chuyển con xe 8 binh 5 để khống chế trung lộ khiến đường xe đỏ linh hoạt hơn. Trong thực chiến thì bên đỏ ăn tốt ngay, ngoài ra thì có một biến khác. Nếu mà đi theo tổng cơ cờ là xe 8 thời 2, các bạn thấy đây thoái về để có thể phòng thủ điểm mã và không cho pháo quật tốt biên đấy. Khi đó bên đen vẫn có cơ hội đánh rất cao bằng tình huống chạy con xe 3 bình 7 để phòng thủ ngay. Bên này có tiền pháo qua thì con binh 5 tiến 1 sẽ là một con gây nên những áp lực rất mạnh về cho thế trận phòng thủ của bên tiên. Trong thực chiến của hình cờ thì đường đan tiểu tư của cầm quân xe ăn tốt ngay. Phao 9 tiền bốn dựng công thể tấn công theo cánh biên. Bên đỏ đã phải lập tức thu tượng về để phòng thủ ngay. Đâm chiếu. Và tiếp theo đường cờ lăng con mã bảy tiền sói các bạn thấy được cái thủ pháp rất hay vừa bắt pháo vừa đang đe dọa tấn công. Bên tiên đóng pháo vào trung lộ ở đây thì bên đen lựa chọn phương án cầm con xe 3 bình 7 để tấn công một điểm tượng. Ngoài ra cũng có thể trực tiếp đi đường cờ thoái con mã về để tấn công. Các bạn thấy đây vẫn là cái trạng thái cờ mà bên đen rất yêu và có thể phản tiên mạnh. Trong thực chiến của hình cơ thì bên của nước kỳ thủ Trần Lâm có cầm con xe 3 bình 7 ngay để cướp tượng Bên đỏ tương tiến 1 thoái mã về Tiếp tục là thoái xe để tử thủ Chém tượng ngay và đường cờ tiếp theo phương án lắc xe qua Pháo 4 tiến 2 đe dọa đường cờ phá 4 bình 5 và có thể chạy qua lộ 8 để kết hợp cùng hệ thống pháo mã tấn công Bên đỏ mã trên tiến 8, bên đen bình pháo vào trung lộ ngay. Bình xe và tiếp theo phương án phê pháo để lấy thế công bằng hệ thống cơ xe 7 bình 6 để đoạt lộ sĩ. Các bạn thấy được đây là cái trạng thái cơ mà bên đỏ đang tỏ ra rất là nguy hiểm trong bối cảnh trên. Đường đan cầm pháo vật lên. Ăn ngay đang đe dọa đường cờ chú rút. Chạy xe qua. Bình xe vào chú tướng ngay. Các bạn thấy là vừa mã chiếu vừa xe chiếu Tiếp tục là quét sĩ đang phục ra các thủ pháp Xe 4 thoái 1 để tuyệt sát Bên đỏ đã phải thoái con mã về để tử thủ ngay Và trong hình cờ trên thì bên đen tiếp tục đi đường cờ xe 4 bình 6 để chiếu tướng Ngoài ra thì cũng có thể đi một biến khác là đường cờ binh trên tuyến 1 Tiến thêm tốt để tấn công Chúng ta sẽ cùng đến với bàn đấu này khi mà thực chiến của hình cục Bên của nước kích thủ thì lâm có cầm xe để chạy qua để chiếu tướng Chương trình các bạn thấy được là mặc dù bên đen đang có thế công khá mạnh nhưng mà các quân của bên đỏ đang dồn hết về để tự thủ vẫn chưa thể nào có thể thắng lợi dễ dàng được. Cấp tượng tướng tiến 1 để tránh khỏi những điểm tấn công của bên đen và trong hình cờ trên thì bên của nước kịch thủ chữ lầm đã lập tức đi một đường cờ xe 3 bình một ngay để tạt qua góc để phục ra cái thủ pháp xe 1 tới 2 tuyệt sát tuy nhiên đây lại không phải là bên hay đã tạo điều kiện để cho bên đỏ có thể bật ngược được thế cờ Ngoài biến hóa trên thì bên đen của Trần Lâm cũng có thể đi cờ mã 7 thoái 8V, hình thành một cái thế đảo vị tấn công có phần tốt hơn. Bên đỏ lắc qua đây thì có thể chạy con xe qua đây, các bạn thấy là bên tiên tạm thời vẫn chưa thể có thế công rõ ràng, trong khi đó thì bên đen vẫn đang có thế bao vây. trong thực chiến của hình cờ chúng ta sẽ cùng xem. Bên đen Trần Lâm cũng đã lập tức cầm con xe để chạy qua lộ 1. Bên tiên của đường đan thoái mã về để phòng thủ ngay và đang có thể bắt xe. Các bạn thấy được là trong hình cờ trên thì bên đen nếu mà đi cờ thoái xe qua đây để bắt mã bắt cục khi đó bên đỏ có thể tạt xe qua để phòng thủ ngay vừa phòng thủ vừa tấn công các bạn thấy đây là cái hình cờ mà rõ ràng là bên đen sẽ bị thua cuộc về sau tướng chạy qua là có thể chiếu ngay và lắc con phá qua đây đứng chờ hình trong thực chiến thì bên của trần lâm cô cầm con xe để chạy qua lộ 6 ngay vẫn đã phục lại các thủ pháp có thể đi đường cờ xe sau thứ hai để tuyệt sát tuy nhiên khi đánh ra hình cờ trên thì bên tiên của đường đan tiểu thư đã có thủ pháp chạy còn phá qua lộ 3 rất hay các bạn thấy là che đường tấn công của bên đen không còn tình huống có thể thoái về để chiếu tướng được và trong hình cờ trên thì bên đỏ đang có thể bật ngược lại bên đen ở đây thì có hai biến hóa dành cho bên đen để có thể tránh khỏi đường tấn công bằng thủ pháp pháo vật tượng tấn công các bạn thấy được là trong thực chiến thì bên đen đã ra tướng ngay trong bối cảnh mà thoát tượng qua khi đó đứa nam tiểu thư hoàn toàn có thể chạy xe qua để tấn công các bạn thấy được xe theo là bình pháo vào thì không còn đường để phòng thủ trong bối cảnh mà ra tướng thì bị vỗ chiếu ngay và lắc qua đây các bạn thấy là không có cách nào để có thể hóa giải được thế công hùng mạnh của bên tiên chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của ván đấu này thì có khác một chút Ở trong lựa chọn khi bị tấn công thì bên đen đã lựa chọn phương án tách tướng qua bên đỏ chiếu ngay và một vài cái thủ pháp chuyển qua lại để cấp thời gian trước khi đi đường cờ lắc tướng qua để đe dọa đánh cục Bên đen thoái về và bên tiên nhẹ nhàng đi cờ vào thoái lui để cắt đứt đường tấn công của bên đen. Sau khi đánh thành cờ đó thì bên đen của nước kỳ thủ Trần Lâm cũng đã phải buông gợi nhận thua. bởi bắt buộc là phải phế xe và pháo để hóa giải thế công khi đó cũng là thua về cờ tàn về sau. Như vậy trong trận chiến trên thì bên đường đàn tiểu tư mặc dù đã bị bên đen phản tiên nhưng sau đó thì với việc tấn công không thật sự thỏa đáng thì bên đen của nước kỳ thủ Trung Lâm đã để cho bên tiên bật ngược lại thế trận và giành được thắng lợi chung cuộc qua đó để có thể giành được chức vô địch của giải cờ tướng Trần Channel Bôi năm 2020. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.